Trái đất năm 2020 tĩnh lặng nhất trong nhiều chục năm qua giữa lúc đại dịch COVID-19 làm giảm đáng kể hoạt động của con người và ảnh hưởng đến vỏ trái đất, theo các khoa học gia trong một cuộc nghiên cứu toàn cầu. Một toán các nhà địa chấn học quốc tế thuộc 33 nước đo được việc giảm sút đến 50% tiếng ồn do con người di chuyển và tiếng động của các xưởng sản xuất sau khi các lệnh đóng cửa có hiệu lực trên toàn thế giới. Toán này bao gồm các chuyên gia từ dịch vụ địa chấn Thụy Sĩ tại Đại học ETH Zurich, đo mức tiếng động thấp nhất tại 185 trong số 268 trạm phân tách địa chấn trên toàn thế giới. Tiếng động trong thành phố giảm đến 50% tại một số trạm đo đặt trong những tuần lễ đóng cửa gắt gao khi các dịch vụ xe buýt và xe điện giảm sút, máy bay nằm ụ và các xưởng máy đóng cửa. Việc này khiến cho trái đất trở nên yên tĩnh hơn cả lễ Giáng sinh, vốn là thời điểm yên lặng nhất trong năm. Các chuyên gia có thể theo dõi được làn sóng im lặng trên toàn thế giới vào lúc phong tỏa được thi hành đầu tiên tại Trung Quốc rồi đến Ý trước khi lan rộng đến phần còn lại của châu Âu và châu Mỹ. Tiếng ồn bớt đi trong thời kỳ đóng cửa cũng có nghĩa là những trận động đất nhỏ mà trước đây không thể phát điện được nay có thể nhận thấy được tại một số vùng.